cây Mr. Giro bóng đá phu nhộn đã quay trở lại rồi đây. Lý do vì sao Barcelona chi 100 triệu euro mua Neymar vào năm 2013? Năm 2013, khi đó mới 21 tuổi, nhưng Neymar đã được đánh giá là một trong những tài năng lớn nhất của thế giới bóng đá. Tiền đạo từng hai lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ, hứa hẹn sẽ là đối tác hoàn hảo với Messi tại Barca. Neymar đã quyết định bỏ qua Real để tới chơi cho đội bóng mà mình yêu thích, Barca. Số tiền mà Santos có được trong thương vụ này vào khoảng 28 triệu euro. Sở dĩ Neymar có giá rẻ như vậy bởi cầu thủ này chỉ còn một năm hợp đồng. Ngoài ra, tiết lộ của chủ tịch Barca thì khoản tiền lót tay của Neymar là 70 triệu euro. Cùng xem clip để hiểu rõ vì sao Barcelona chi 100 triệu euro mua Neymar vào năm 2013. Nếu bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của Mr. Giro. Năm 2013, một cuộc khảo sát toàn cầu về mức độ yêu thích mà cổ động viên dành cho các đội bóng lớn thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu đã được tiến hành. Kết quả cho thấy Barcelona vẫn là câu lạc bộ có lượng người yêu thích nhất trên mạng xã hội. Mặc dù năm đó, Barca đã nhận thất bại thê thảm ở bán kết Champions League trước Bayern Munich. Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2013, số lượng người ấn nút like trên Facebook của đội chủ sân Nou Camp đã hơn 49 triệu. Trên mạng xã hội khác cũng được sử dụng rộng rãi là Twitter, Barca cũng đứng đầu với lượng fan lên tới 10,8 triệu người theo dõi. Trong khi đội bóng kinh địch của Barca là Real Madrid xếp thứ hai với gần 47 triệu lượt like trên Facebook và 9,8 triệu người theo dõi trên Twitter. Giải thích cho việc Barca được yêu thích nhiều như vậy, một chuyên gia đã đưa ra hai lý do chính. Thứ nhất là vì Barca vẫn giữ được lối chơi đậm chất kỹ thuật và thỏa mãn những cổ động viên thích bóng đá đẹp. Thứ hai là sức hút của Messi đã đem lại lượng fan lớn cho Barca. Mặt khác, sự xuất hiện của một ngôi sao trẻ cũng thu hút thêm nhiều culé nữa, bởi ngôi sao này là thần tượng của giới trẻ yêu bóng đá. Đó là Neymar, cầu thủ được Barca mang về từ Santos với bản hợp đồng trị giá 88,2 triệu euro. Tại sao đội bóng sân Camp Nou lại chi ra con số lớn như thế? Vậy thì chúng ta hãy cùng xem lại một số biểu hiện của Neymar khi còn ở Santos. Năm 11 tuổi, Neymar đã gia nhập lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Santos. Chỉ 3 năm sau, tên tuổi của Neymar bắt đầu được người Brazil nhắc tới với màn trình diễn ấn tượng tại giải vô địch U16 Nam Mỹ. Tháng 3 năm 2009, Neymar chính thức trình làng ở đội 1 Santos với chiến thắng 2-1 trước Oeste. Một tuần sau, anh có bàn thắng đầu tiên với cú sút tung lưới câu lạc bộ Mogi-Mirim. Thế nhưng tên tuổi của Neymar bắt đầu được chú ý đến khi ghi bàn giúp Santos thắng Palmeiras 2-1 ở vòng bán kết giải vô địch bang Paulista. Pha lập công như một tác phẩm nghệ thuật khi tiền đạo mới 17 tuổi này di chuyển không bóng hợp lý và lối chạy rất tinh quái, khéo léo đón đường truyền của đồng đội rồi tung cú sút tuyệt đẹp đưa bóng vào góc xa. Thi đấu ngày càng tiến bộ, Neymar trở thành tài năng trẻ được yêu thích nhất tại Brazil. Dáng người mảnh khảnh nhưng Neymar có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện. Không chỉ lừa bóng dẻo, bứt tốc nhanh, Neymar còn sở hữu những cú sút phạt đẳng cấp. Ngoài ra, tài năng trẻ của Santos còn rất đa năng, có thể chơi được cả tiền đạo cắm cũng như hộ công hay giặc biên. Ngay cả vua bóng đá Pele cũng phải hết lời khen ngợi Neymar và coi là truyền nhân của ông. Tại Brazil, người hâm mộ trái bóng tròn thường gọi Neymar với biệt danh Tiểu Pelé. Mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên tại Santos năm 2009, Neymar có 14 bàn thắng sau 48 trận, đạt hiệu suất ghi bàn 0,3 bàn mỗi trận. Năm tiếp theo là 42 bàn sau 60 trận, 0,7 bàn mỗi trận. Tháng 4 năm 2010, Neymar từng ghi đến 5 bàn cho Santos trong chiến thắng 8-1 trước Guarani tại vòng 16 đội cúp bóng đá Brazil. Hey,
keep on moving forward. Always getting closer. March until it's over. And just like a soldier. Tại Campeonato Paulista, giải đấu mà Neymar ghi 14 bàn thắng trong 19 trận, câu lạc bộ của anh đã đăng quang ngôi vô địch sau chiến thắng với tỷ số chung cuộc 5 đều trước Santo André trong trận chung kết. Còn Neymar sau đó đã được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Cũng trong năm này, West Ham đã đưa ra mức giá 12 triệu bảng cho Santos, nhưng bản thân thần đồng này đã từ chối vì anh không thích lối chơi của bóng đá Anh. Nếu không thì đây mới là câu lạc bộ đầu tiên sở hữu Neymar. Khi mới bước sang tuổi 20, phong độ của Neymar đã trở nên rực sáng với 43 bàn thắng sau 47 trận, đạt hiệu suất 0,91 bàn mỗi trận. Phong độ ấn tượng của Neymar trong màu áo Santos đã được so sánh với những cầu thủ Brazil nổi tiếng như Robinho hay thậm chí là huyền thoại Pele. Đây cũng là thời điểm các ông lớn đội bóng lớn đấu đá quyết liệt để có được thần đồng bóng đá người Brazil. Anh cũng đã giành được sự quan tâm từ một số câu lạc bộ châu Âu như Inter Milan, Real Madrid, Chelsea, Juventus và MU. Thậm chí đi xa hơn nữa, Real Madrid còn tuyên bố rằng họ đã ký một thỏa thuận hợp đồng sơ bộ với đại diện của Neymar. Tuy vậy, câu lạc bộ Santos đã phủ nhận tuyên bố trên một cách quyết liệt. Sau đấy, Santos đã đặt mức giá 30 triệu euro và giữ chân anh bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn tới tháng 12 năm 2014. Bản thân Neymar cũng nghĩ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để rời Santos. Trước mùa World Cup 2010, rất nhiều người Brazil đã từng lên tiếng kêu gọi Dunga triệu tập Neymar vào đội tuyển quốc gia. Thậm chí, không ít người hâm mộ còn kéo tới cả nhà huấn luyện viên Dunga để đề đạt yêu cầu hay lập hẳn một website thu thập chữ ký ủng hộ Neymar vào đội tuyển. Đáng tiếc, Dunga khi đó còn chưa tin được ngôi sao mới 18 tuổi này, nên Neymar mất cơ hội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Nam Phi. Sau khi huấn luyện viên Mano Menezes lên nắm quyền, ngôi sao trẻ của Santos đã lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Không phụ lòng ông thầy, trong trận đấu với đội tuyển Mỹ vào tháng 5 năm 2012, Neymar đã chơi tuyệt hay, ghi một bàn thắng và thực hiện hàng tá những pha tấn công nguy hiểm bên cánh trái. Neymar được đánh giá là tiền đạo trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới vào thời điểm đó, đồng thời được xem là tương lai của bóng đá Brazil, người có thể kế tục những chân sút huyền thoại xứ sở Samba như Pelé, Romário, Ronaldo. Với Barcelona, sau những màn trình diễn đáng thất vọng trong mùa giải 2012-2013, họ cần tái cơ cấu lại lực lượng. Chính vì thế, mẫu tiền đạo có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm hoàn hảo như Neymar là người mà Barca cần có để chia sẻ áp lực cùng với Messi tạo nên bộ đôi hoàn hảo cho Barcelona trong mùa giải mới. Living the
Vừa rồi là những hình ảnh về cầu thủ bóng đá người Brazil Neymar với những màn thể hiện tài năng khi còn chơi cho câu lạc bộ Santos. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.